Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh trao học bổng nữ sinh hiếu học vượt khó. Ghi nhận thú vị về nghề săn chim chép biển ở đất mũi Cà Mau. Tôn vinh những anh hùng thầm lặng nhân ngày nhân đạo thế giới 19 tháng 8. Buôn bán chế tạo vũ khí quân dụng trái phép, 17 bị cáo lĩnh án tổng cộng hơn 82 năm tù. Kính thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ hôm nay vừa có công điện chỉ đạo các địa phương bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Trong đó nêu rõ dịp nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày, đồng thời là tháng cao điểm về an toàn giao thông khi học sinh sinh viên trên cả nước bước vào năm học mới, dự báo lưu lượng giao thông tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các địa phương tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa, tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm quy định nồng độ cồn, ma túy, tốc độ. Bộ Công an phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn học sinh, sinh viên tham gia giao thông an toàn. Bên cạnh đó, tăng cường giám sát xe ô tô đưa đón học sinh, đình chỉ các bến thủy không có giấy phép hoạt động, các phương tiện thủy không trang bị đủ dụng cụ cứu sinh. Bộ Giao thông Vận tải rà soát địa điểm có nguy cơ sạt lở cao, khẩn trương hoàn thành các tuyến giao thông trọng điểm, trả lại lòng đường cho nhân dân đi lại trong thời gian nghỉ lễ. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành địa phương tổ chức trực 24/7 trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh. Sáng nay, chương trình trao học bổng nữ sinh hiếu học vượt khó năm học 2023-2024 đã được tổ chức nhằm tiếp bước các nữ sinh trên bước đường học tập. Chương trình do Báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Trong 31 năm qua, đã trao tặng gần 9.000 suất học bổng cho con em gia đình khó khăn trên địa bàn thành phố. Trong chương trình lần này, có 248 nữ sinh được nhận học bổng với trị giá 2 triệu đồng một suất. 15 sinh viên bị mất người nuôi dưỡng trực tiếp do dịch COVID-19 được nhận học bổng trị giá 10 triệu đồng một suất. Mọi người cũng sẵn sàng giúp đỡ. Em thấy rất vui, với lại mẹ không cần phải lo lắng là vô năm học em bị thua kém hay là thiếu thốn gì hết. Tiếp nối chương trình Vòng tay yêu thương do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phát động, chương trình đã trao suất hỗ trợ chi phí học tập đến năm 18 tuổi cho em Nguyễn Duy Vũ lớp 8, hiện mồ côi và đang ở trọ cùng chị gái. Nhận học bổng từ chương trình của ngày hôm nay em cảm thấy rất là vui. Nó có thể giúp em trang trải học phí. Em với chị sẽ cùng cố gắng học tập thật giỏi. Qua 31 năm, chương trình Nữ sinh hiếu học vượt khó đã trao 8.800 suất học bổng với tổng kinh phí 13 tỷ đồng. Mong rằng các em học thật tốt và cũng mong rằng là các em sau này khi lớn lên, khi có điều kiện các em sẽ quay trở lại giúp lại cho những cái trường hợp khó khăn như mà mình trước đây. Những ngày qua, người dân có dịp đi ngang đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh không khỏi tò mò trước bức tường tranh bích họa rực rỡ màu sắc kéo dài 100 mét. Đoạn đường bích họa này hứa hẹn là nơi check-in chụp ảnh thú vị của các bạn trẻ. Từ ý tưởng làm mới những bức tường bị bồi bẩn, Đoàn Thanh niên Công an thành phố cùng sinh viên Trường Đại học Sài Gòn đã tạo ra hơn 10 bức tranh bích họa cỡ lớn sống động, đặc sắc. Với chủ đề Việt Nam tươi đẹp, dự án đã tái hiện các công trình nổi tiếng mang tính biểu tượng như Vịnh Hạ Long, Cầu Rồng Đà Nẵng, Phố Cổ Hội An. Đặc biệt, các bạn trẻ đã sáng tạo trên chất liệu sơn màu, đưa sự năng động hiện đại của nghệ thuật đường phố vào các bức tranh. Từ những ngày mà bắt đầu vẽ những hình ảnh của chủ đề Việt Nam tươi đẹp trên những bức tường này như thế này thì mình cảm thấy như là tự hào hơn về hình ảnh Việt Nam của mình trong mắt của du khách. Du khách nước ngoài khi đến Việt Nam khi thấy những cái bức tranh này thì họ cũng sẽ là ấn tượng về vẻ đẹp của Việt Nam và mình là người Việt Nam và mình cũng cảm thấy tự hào về cái điều đó. Đường tranh được thực hiện hướng đến chào mừng kỷ niệm 30 năm các chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên thành phố. Các bức tranh không chỉ làm đẹp con đường mà còn góp phần quảng bá phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp của đất nước. Cuộc thi chuông vàng vọng cổ lần thứ 18 do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đang diễn ra nhằm phát hiện những giọng ca mới lạ triển vọng để bổ sung vào đội ngũ cải lương cả nước. Vào tối Chủ nhật 20 tháng 8, cuộc thi sẽ bước vào vòng tuyển chọn 3, hứa hẹn sẽ mang đến những màn so tài hấp dẫn giữa các thí sinh. Bên cạnh các thí sinh kỳ cựu có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, cuộc thi năm nay còn có sự góp mặt của nhiều giọng ca mới tiềm năng. Năm nay phải nói là rất là tuyệt vời. Cải lương hiện giờ có một lớp kế thừa
đặc biệt là các em trẻ rất là năng động, rất là muốn học hỏi. Những tài năng mới sẽ xuất hiện và sẽ thành công trong chương trình giải thưởng năm nay. Năm 2023 này thì một sự bất ngờ là lại quý thí sinh rất là trẻ. Hy vọng rằng là những thí sinh mà được ban giám khảo chọn vào, các em sẽ học hỏi, tiếp thu nhanh, làm tròn cái bài thi của mình. 7 thí sinh của dòng tuyển chọn 3 sẽ thể hiện các tiết mục dự thi đặc sắc, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ thú vị. Em muốn mang đến cho cải lương một hình ảnh mới về những người nghệ sĩ. Không những là họ sẽ có giọng ca hay mà còn có những cái luyến lái và những cái phong cách mới mẻ trong bài vọng cổ của mình. Dòng tuyển chọn 3 chuông vàng vọng cổ sẽ được phát sóng trên kênh HTV9 vào lúc 21 giờ tối mai 20 tháng 8. Một ghi nhận thú vị về nghề săn chim chép biển ở Cà Mau. Chim chép biển là một sản vật được nhiều người yêu thích bởi có vị ngọt và thơm. Hiện chim chép đang trở thành nguồn cải thiện thu nhập đáng kể cho nhiều hộ dân ít đất sản xuất ở vùng đất mũi. Mỗi ngày nếu may mắn, một người có thể thu được hơn 500.000 đồng từ việc cào chim chép. Tại xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi, từ sáng sớm hàng chục người theo các vỏ lãi đi dọc theo mé biển để tìm hang bắt chim chép. Trung bình mỗi người bắt được từ 20 đến 30 kg chim chép mỗi ngày, vựa thu mua từ 40 đến 60 ngàn đồng mỗi ký. Căng xô luôn, nhỏ lớn gì căng hết, cái một gì đó là 40 ngàn. Ngày thì 10 ký, khi 7-8 ký, tùy theo con nước. Người ta hai vợ chồng, người ta đào giỏi thì bữa 2-30 ký. Chim chép thường làm hang dưới mặt đất bùn từ 20 đến 30cm, nên người bắt phải tranh thủ lúc nước ròng để lộ miệng hang, sau đó phải đào nhẹ tay móc chim chép ra khỏi hang, tránh đụng vỡ vỏ sẽ khó bán. Bà con ở đây sống được lâu bền với nghề này là do săn bắt biết giữ gìn, để những con nhỏ lại thời gian sau mới khai thác, giúp loài này sinh sản và phát triển trong tự nhiên. Tiếp theo trong phần thông tin quốc tế của chương trình, giải pháp nhà mô đun trong bối cảnh nhà cửa bị chiến tranh tàn phá tại Ukraine. Lễ hội Pokemon Go Fest lớn nhất từ trước đến nay tại Mỹ. Thưa quý vị, hôm nay ngày 19 tháng 8 là ngày nhân đạo thế giới. Nhân dịp này, Liên Hợp Quốc đã phát động tuần lễ tôn vinh những nhân viên cứu trợ nhân đạo và tăng cường sự hiểu biết của công chúng về các hoạt động hỗ trợ nhân đạo trên toàn thế giới. Và hoạt động tuyên truyền này được tổ chức trong bối cảnh hàng chục ngàn nhân viên cứu trợ nhân đạo đang làm việc trong điều kiện khó khăn và đôi khi là nguy hiểm. Đây là đoàn bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình từ Mỹ đến giải Gaza cứu trợ nhân đạo. Ngoài việc phẫu thuật 150 bệnh nhân trong vòng 5 ngày, đoàn còn hỗ trợ hướng dẫn các bác sĩ phẫu thuật địa phương và quyên góp trang thiết bị với tổng trị giá 4 triệu đô la Mỹ. Chúng tôi muốn khôi phục lại niềm hy vọng cho những bệnh nhân ở giải Gaza rằng họ cũng có thể là những thành viên tích cực trong gia đình và xã hội. Các nhân viên cứu trợ nhân đạo là những con người bình thường, làm những điều phi thường, nhưng bảo vệ sự sống ở Colombia, cứu đói ở miền Bắc Nigeria hay lênh đênh trên biển trong thời kỳ đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng người tị nạn. Tôi gặp gỡ các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi xung đột hoặc thiên tai để cùng các đối tác tìm cách hỗ trợ họ xây dựng lại cuộc sống. Đôi khi rất khó để cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết đến những nơi vùng sâu, vùng xa, nhưng những người gặp khó khăn đang ngóng chờ, nên chúng tôi sẽ tìm mọi cách đưa hàng cứu trợ đến kịp thời. Ngoài đối phó với tình trạng khẩn cấp, các nhân viên cứu trợ nhân đạo cũng hỗ trợ các cộng đồng tăng cường khả năng ứng phó với các cuộc khủng hoảng trong tương lai, xây dựng một nền hòa bình lâu dài và bền vững tại các khu vực xung đột. Rất nhiều người đã mất nhà cửa trong thảm họa cháy rừng ở Hawaii, Mỹ. Giờ đây, một trong những nơi ở khả dĩ nhất mà họ có thể tìm được là các khách sạn địa phương. Vợ chồng ông bà Garcia cùng gia đình họ hàng gồm 12 người đã thuê chung hai căn hộ nghỉ dưỡng ở khách sạn Hyatt Regency sau khi nhà của họ bị thiêu rụi trong trận cháy rừng. Quản lý khách sạn hỏi gia đình chúng tôi có bao nhiêu người. Chúng tôi trả lời là đông lắm, 14 người. Thế là họ nói sẽ tìm phòng đủ lớn cho gia đình tôi. Chúng tôi nói cần ở đây tận 9 tháng. Họ cũng đồng ý luôn. Gia đình Garcia có thể được xem là những người tương đối may mắn sau vụ cháy rừng ở đảo Maui. Thảm họa cháy rừng này đã cướp đi mạng sống của hơn 110 người, thiêu rụi trên 2.200 ngôi nhà, gây thiệt hại ước tính khoảng 5,5 tỷ đô la Mỹ. Hiện chưa xác định được nguyên nhân gây cháy rừng, nhưng cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ cho rằng thảm thực vật khô, gió mạnh và độ ẩm thấp đã có phần gây ra hỏa hoạn. Cháy rừng xảy ra hàng năm ở Hawaii, nhưng đám cháy năm nay bùng phát nhanh và lớn hơn bình thường.
cuộc xung đột với Nga đã khiến hàng triệu người Ukraine phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Đến khi họ muốn quay về quê hương thì lại đối mặt với thực tế là nhà cửa đã bị phá hủy, không còn nơi cư trú. Một doanh nhân ở thủ đô Kiev đang cố gắng giải quyết vấn đề này bằng những ngôi nhà mô đun có thể được lắp đặt chỉ trong vài ngày. Khi Alex Tabura muốn mời các nhân viên cũ trở lại Kiev làm việc, ông phát hiện rằng rất nhiều người đã không còn nhà cửa để ở. Để nhanh chóng có chỗ ở cho nhân viên, ông Stepura, vốn là một kỹ sư, đã sử dụng nhà máy của mình để tìm ra giải pháp. Những ngôi nhà do công ty Homer sản xuất có hình khối lập phương mỗi chiều 3 mét. Các mô đun này có thể được ghép với nhau bằng vít, lắp ghép tốn 2 ngày và có thể mở rộng tùy theo nhu cầu của mỗi gia đình. Quá trình tháo dỡ cũng nhanh chóng y như lúc lắp. Không ai biết được tình hình sẽ ra sao. Chúng tôi hiểu rằng những căn nhà mà mình sản xuất phải được lắp ráp và tháo dỡ thật nhanh chóng. Điều này cho phép mọi người chuyển nhà khi cần thiết. Hiện ở Ukraine, gần 100 ngôi nhà do Homer sản xuất đã có người ở. Công ty đã mở thêm một nhà máy ở Slovakia, dự kiến sản xuất khoảng 100 căn mỗi tháng và đang hướng đến việc mở rộng ra nhiều thị trường ở châu Âu, góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở. Một căn nhà 4 module trang bị đầy đủ nội thất có giá khoảng 55.000 euro, tương đương 1,4 tỷ đồng tiền Việt Nam. Người bang Aussie là xác ướp 5.300 năm tuổi, từng gây chấn động thế giới khi được phát hiện vào năm 1991. Xác ướp này đã được nghiên cứu nhiều, nhưng phát hiện mới nhất đã hé lộ một số chi tiết bất ngờ về các đặc tính di truyền của Aussie. Những nghiên cứu trước đây gợi ý mối quan hệ di truyền giữa người bang Aussie và người Sardinia hiện đại. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Cell Genomics, hơn 92% cấu trúc di truyền của Aussie bắt nguồn từ những người nông dân Anatolia đầu tiên. Phát hiện này làm nổi bật lịch sử di cư phức tạp của người châu Âu. Sự khác biệt chính liên quan đến tổ tiên của ông ấy. Chúng tôi có thể chứng minh rằng ông thực sự chỉ là người Anatolia và có tổ tiên làm thợ săn hái lượm. Chúng tôi có thể xác nhận mắt của ông màu nâu, màu da của ông tối hơn nhiều so với những gì chúng tôi từng nghĩ. Đồng thời, ông rất có khả năng bị hói. Năm 1991, Aussie được phát hiện tại một sông băng trên dãy núi Alpe của Italia. Khám phá này được xếp hạng là một trong những phát hiện khảo cổ vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Với công nghệ ngày càng phát triển, các nhà khoa học cho rằng họ có thể tìm hiểu nhiều hơn về Aussie. Đặc biệt, việc phân tích hệ vi sinh vật đường ruột của ông sẽ giúp họ hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe của con người hiện đại. Các họa sĩ đường phố ở Iraq đã buộc phải thay đổi những phương pháp và vật liệu làm việc để đối phó với nhiệt độ tăng vọt tại Basra. Thường là họ phải chờ tới khi mặt trời lặn để bắt tay vào công việc sáng tác của mình. Các họa sĩ này đang thực hiện những bức tranh trên tường của một ngôi trường vào ban đêm dưới ánh sáng của những ngọn đèn pin. Nhiều người cũng đã phải chuyển sang các loại màu vẽ có thể chịu được nhiệt độ thiêu đốt. Chúng tôi vẽ ban đêm để cho màu khỏi bị khô, bởi vì đó là các loại màu khô nhanh, vốn không chịu được nhiệt độ cao. Chúng tôi dùng các nguyên liệu nhất định và màu vẽ chất lượng cao để ứng phó với các điều kiện môi trường này. Hoạt động vẽ tranh tường này là sáng kiến của một nhóm các tình nguyện viên trẻ tuổi với ý nghĩa giáo dục và văn hóa. Nội dung của các bức tranh là về các vấn đề vệ sinh, nông nghiệp, y tế, nhưng phải hấp dẫn về mặt mỹ thuật. Và những người thực hiện rất vui khi thấy các tác phẩm của mình được học sinh nhiệt tình đón nhận, giúp các em thấy hào hứng hơn khi đi học. Theo Liên Hiệp Quốc, Iraq đứng thứ 5 trong số các nước dễ bị tổn hại nhất do tình trạng biến đổi khí hậu. Các tháng hè khiến cho nhiều khu vực rộng lớn của nước này trở nên không thể ở được, với nhiệt độ vào những lúc cao điểm lên tới hơn 50 độ C. Lễ hội Pokemon Go Fest đang được tổ chức tại New York, Mỹ. Đây là sự kiện lớn nhất từ trước đến nay tại Mỹ của trò chơi này. Dự kiến có hơn 70.000 người tham gia. Pokemon Go là một trò chơi dựa trên phim hoạt hình nổi tiếng của Nhật Bản. Người chơi vào vai người huấn luyện đi bộ đến nhiều địa điểm trên bản đồ để bắt và thu thập những con Pokemon. Trò chơi này cho phép chúng tôi gặp gỡ những người cùng sở thích và khám phá nhiều địa điểm mới. Nó mang đến niềm vui cho chúng tôi. Tôi đặc biệt thích chơi Pokemon vì nó là một công cụ giảm cân hiệu quả. Tôi đã giảm được gần 45kg khi đi bộ, khám phá và chơi Pokemon Go. Nó thực sự đã thay đổi cuộc đời tôi và tôi rất hào hứng khi đến đây. Trò chơi này là chất xúc tác để mọi người tìm đến với nhau, dành thời gian cho nhau như một cộng đồng và tận hưởng khoảng thời gian ngoài trời. Theo thống kê, kể từ tháng 1 năm ngoái, đã có hơn 80 triệu người dùng chơi Pokemon Go hàng tháng. Lễ hội Pokemon Go Fest New York diễn ra từ ngày 18 đến 20 tháng 8. Tiếp theo trong phần thông tin an ninh trật tự và an toàn giao thông,
dùng dao đâm chết người do mâu thuẫn trong bàn nhậu. Phá vụ án sản xuất mua bán súng chế tạo từ linh kiện in 3D đầu tiên trên cả nước. Kính thưa quý vị, liên quan đến vụ án đường dây mua bán vũ khí quân dụng lớn nhất từ trước tới nay ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ, sau một tuần nghị án, chiều qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên án sơ thẩm đối với 17 bị cáo, tổng cộng hơn 82 năm tù về các tội mua bán, vận chuyển, tàn trữ, chế tạo trái phép vũ khí quân dụng. Cụ thể, bị cáo Vũ Thị Diệp sinh năm 1990 ngụ thành phố Hồ Chí Minh và bị cáo Dương Minh Tuấn sinh năm 1992 quê tỉnh Kiên Giang cùng lãnh án 9 năm tù. Bị cáo Cao Văn Hoài 7 năm tù và vợ là Võ Ngọc Trâm lĩnh án 6 năm 6 tháng tù. Các bị cáo còn lại có mức án từ 2 đến 4 năm tù. Theo cáo trạng, các bị cáo tuy không cùng một tổ chức nhưng đã câu kết với nhau hình thành một đường dây mua bán súng liên tỉnh. Trong đó Dương Minh Tuấn chuyên chế tạo súng có tính năng như súng quân dụng. Tuấn mua linh kiện chế tạo từ vợ chồng Hoài và Trâm. Còn Vũ Thị Diệp là người cung cấp súng đạn, bình CO2 cho Hoài và Trâm để bán lại cho Tuấn và nhiều đối tượng khác. Tổng số vũ khí mua bán trái phép lên tới hàng trăm khẩu súng, hàng ngàn viên đạn. Cũng liên quan đến vũ khí, Công an thành phố Đà Nẵng vừa phá một vụ án sản xuất mua bán súng chưa từng có. Đây là vụ án sản xuất súng bằng máy in 3D đầu tiên trên cả nước bị xử lý hình sự. Đối tượng chế tạo súng là Phạm Ngọc Sơn, 23 tuổi, trú thành phố Đà Nẵng, đã bị Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố và bắt tạm giam. Sơn khai nhận đã chế tạo và bán khoảng 10 khẩu súng với giá 900.000 đồng một khẩu. Để chế tạo súng, Sơn tìm kiếm các bản thiết kế súng trên các trang mạng nước ngoài và đặt in 3D các chi tiết linh kiện bằng nhựa. Sau khi nhận được các linh kiện in 3D, Sơn tự làm thêm nòng súng bằng kim loại, khoang tiện kim hỏa và lò xo, ráp thành khẩu súng hoàn chỉnh và rao bán trên các trang mạng xã hội. Vào ngày 12 tháng 8 qua, Sơn gửi 4 khẩu súng ngắn cho khách hàng thông qua dịch vụ giao hàng tiết kiệm thì bị công an phát hiện và thu giữ. Theo kết quả giám định, những khẩu súng 3D do Sơn sản xuất có khả năng bắn được đạn thật, là loại vũ khí đặc biệt nguy hiểm. Chỉ vì mâu thuẫn trong bàn nhậu, Nguyễn Văn Dũng, 50 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đã dùng dao đâm chết người. Đối tượng đã bị công an quận Phú Nhuận tạm giữ. Sự việc xảy ra vào đêm qua. Dũng và một thanh niên tên B, ngụ quận Phú Nhuận, ngồi nhậu trên đường Đỗ Tấn Phong, phường 9. Trong lúc nhậu, hai người đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, nhưng được người dân can ngăn. Sau đó, Dũng đã về nhà lấy dao quay lại đâm vào bụng của B. Gây án xong, Dũng nhờ người quen chở B đến bệnh viện cấp cứu, nhưng B đã tử vong trước đó. Công an quận Phú Nhuận đang điều tra, làm rõ vụ việc. Hôm nay, Công an tỉnh Kiên Giang đã phát hiện và tạm giữ một xe tải vận chuyển lượng lớn thuốc lá nhập lậu. Xe tải do tài xế Kim Trung Khang, 29 tuổi, ngụ Rạch Giá, Kiên Giang điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chứa 25.550 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, trị giá gần 350 triệu đồng. Số thuốc lá này được Khang giấu trong một chỗ chứa bí mật, được thiết kế trong thùng xe tải. Bước đầu, Khang khai nhận vận chuyển thuê số thuốc lá nói trên cho một người đàn ông từ tỉnh Long An về huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang với tiền công là 3 triệu đồng. Công an tỉnh Kiên Giang đã tạm giữ Khang để điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển hàng cấm. Đêm qua, hai chiếc xe tải đã va chạm nhau trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Tai nạn làm tài xế bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Vào khoảng 22 giờ 30 phút hôm qua, một xe tải đang lưu thông trên quốc lộ 1A hướng đi từ thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây. Khi đến đoạn gần ngã ba giữa quốc lộ 1A và tỉnh lộ 876, xe tải này tông vào một xe tải khác đang chạy cùng chiều phía trước. Cú tông mạnh khiến cabin của xe tải đi sau bẹp dúm, tài xế bị kẹt cứng trong cabin, bị thương nặng. Người dân xung quanh đã đến phá cửa xe, đưa tài xế ra ngoài. Ngay sau đó, đội cứu thương, lực lượng cứu nạn cứu hộ giao thông đã có mặt tại hiện trường, đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý. Trưa nay, một chiếc xe máy đã tông vào hàng rào nhà dân, khiến người phụ nữ điều khiển xe tử vong tại chỗ. Tai nạn xảy ra trên tuyến quốc lộ 1A, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Vào khoảng 12 giờ 30 phút trưa nay, bà Đinh Thị Minh Hiếu, 44 tuổi, ngụ huyện Tuy Phước, chạy xe máy trên quốc lộ 1A đi thị trấn Diêu Trì. Khi đến khu vực thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc, xe của bà Hiếu bất ngờ lao lên vỉa hè, tông vào trụ hàng rào của một nhà dân bên đường. Cú va chạm mạnh khiến bà Hiếu và chiếc xe máy văng ngược ra quốc lộ, nạn nhân tử vong tại chỗ. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông xử lý vụ tai nạn. Bắc Cực vừa trở thành địa điểm tổ chức một giải chạy marathon. Điều kiện tại đây khiến giải chạy này khá kén người thi đấu, với chỉ 11 vận động viên tham gia.
Những người tham gia mất 6 ngày để di chuyển từ quần đảo Svalbard ở cực Bắc Na Uy đến địa điểm thi đấu. Các vận động viên phải giữ thăng bằng trên lớp băng trơn trượt dày khoảng 1 mét trong thời tiết lạnh 2 độ C. Đây là lần đầu tiên tôi chạy đua mà phải mặc áo phao đấy, nhưng chúng tôi đang ở Bắc Cực mà, chẳng có gì giống với một cuộc đua bình thường cả. Trong cuộc thi Marathon Bắc Cực, các vận động viên chạy 10 vòng, mỗi vòng 4,2 km để hoàn thành tổng cộng 42 km. Năm nay có 6 người chạy cự ly 42 km, 4 người chạy 21 km. Còn vận động viên nhỏ tuổi nhất là Nô Lan Quang, 14 tuổi, chạy 16 km. Chương trình 60 giây hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng mai. Xin kính chào tạm biệt.